Hi guys, how are you today? Okay, today is Friday and I'm sure that you are very happy. Okay, and today we are going to learn Unit 9, Lesson 5, 6, Workbook. Now you open workbook page 64 and 65, okay? Now, look at page 64. Exercise 1, read. Okay, look at the poem. And look at the picture. Where are they? Họ ở đâu vậy con? They are at the train station. Đúng rồi, họ ở trạm xe lửa. Okay, now look at the title. Where is my friend? Yeah, where is my friend là bạn của tôi ở đâu? Okay, and the first one, I will read the poem. Và đầu tiên cô sẽ đọc bài này cho con nghe. Nhiệm vụ của con là sẽ tìm từ mới cho cô nhé. Okay, you use the pencil and underline the new words. Con nghe, sau đó gạch dưới một từ mới cho cô. Okay. Where is my friend? I'm at the station. Where is my friend? At the front of the train? Or is she at the end? Where is Lucy? Is she wearing a skirt? Is she wearing her jeans? Or wearing a shirt? Here is my friend. She has a toy cow. I say, hello, Lucy, and we're both happy now. Okay. Rồi, con đã tìm được từ mới cho cô nè, chưa nè? Rồi, ở đoạn 1. Ở đoạn 1 chúng ta có từ mới không nè? Yeah, chúng ta có cụm từ at the front. Okay, at the front of. Yeah, con gạch dưới chứ nè. Rồi, tiếp theo dòng số 4, mình có chữ at the end. Rồi, các bạn đã tìm ra chưa? Cô chắc hẳn một vài bạn đã gạch dưới rồi ha. Rồi, at the front of, at the end. Rồi, đoạn số 2, chúng ta có từ mới không? Rồi không có ha, những từ này mình học hết rồi. Và đoạn cuối cùng. À, chúng ta có một chữ duy nhất là both. Chưa nào? Okay. At the front of, at the end và both. Rồi cùng đọc lại cho cô nhé. At the front of. At the front of. Có nghĩa là ở đằng trước, ở phía trước. Rồi con ghi nghĩa tiếng Việt ở trên giùm cô nhé. At the end có nghĩa là ở cuối. At the end. Both. Both là cả hai. Ok. Now you listen the poem once more time. Rồi bây giờ con sẽ nghe lại một lần nữa, sau đó con sẽ dịch tiếng Việt ra cho con hiểu nhé. Okay. I'm at the station. Where is my friend? At the front of the train? Or is she at the end? Where is Lucy? Is she wearing a skirt? Is she wearing her jeans? Or wearing a shirt? Here is my friend. She has a toy cow. I say, hello, Lucy. And we're both happy now. Okay. Once more time. I'm at the station. Where is my friend? At the front of the train? Or is she at the end? Where is Lucy? Is she wearing a skirt? Is she wearing her jeans?
or wearing a shirt. Here is my friend. She has a toy cow. I say, hello, Lucy. And we're both happy now. Okay. Rồi, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau dịch bài này ha. Where is my friend? Where có nghĩa là ở đâu. My friend là bạn của tôi. Bạn của tôi ở đâu vậy? À, tôi ở trạm. Còn bạn của tôi ở đâu? At the front of the train. Có phải cô ấy ở phía trước xe lửa không? Hay là cô ấy ở cuối xe lửa? Lucy ở đâu? Có phải cô ấy một cái váy không? Hay có phải cô ấy đang mặc quần jean không? Hay là cô ấy đang mặc một cái áo sơ mi? À, bạn của tôi đây rồi. Cô ấy có một con bò. Đồ chơi ha. Tôi nói, xin chào Lucy. Và chúng tôi rất vui vẻ bây giờ. Được chưa nè? Ok. Now, exercise 2. Read again circle three close words on the line one toy. Có nghĩa là con sẽ đọc lại bài thơ một lần nữa. Sau đó, circle là gì nè? Circle là khoanh tròn. Khoanh tròn vào ba từ chiếc quần áo. Và underline. Underline là gạch dưới. Một từ chỉ đồ chơi. Khoanh tròn vào ba từ chỉ quần áo. Và gạch dưới một từ chỉ đồ chơi. Ok. Con nhìn lại bài của mình nha. Rồi, con nhìn lại đoạn số 1. Mình có từ nào về quần áo không nè? Con dò xem cho cô. Không có đúng không? Từ chỉ đồ chơi? Không có luôn. Ok, qua đoạn thứ 2. Có phải cô ấy đang mặc một cái váy? Yeah, a skirt. Ok, mình có chữ skirt. Đúng rồi. Vậy nếu thấy quần áo thì chúng ta sẽ khoanh tròn. Chưa nè, skirt. Khoanh tròn cho cô nhé. Ok. Rồi, nhiệm vụ của con sẽ tìm hai từ còn lại cho cô và khoanh tròn nhé. Còn từ chỉ đồ chơi thì chúng ta sẽ làm như thế nào nè? Chúng ta sẽ gạch dưới. Ok. Chơi nào. Chúng ta trở lại bài exercise 3. Read again, write yes or no. Rồi, tiếp tục con sẽ đọc lại bài này một lần nữa. Sau đó viết yes hoặc là no. Chúng ta có 6 câu ha. Và 6 câu này, con sẽ đọc lần lượt từng câu. Sau đó so sánh lại xem bài thơ như hồi nãy. Xem những câu này có giống như bài thơ hồi nãy hay không. Nếu đúng thì chúng ta sẽ ghi yes. Còn không đúng ý thì chúng ta sẽ ghi no. Chứ nè, ở ví dụ đầu tiên, the girl is at the station. Cô gái ở trạm. Đúng rồi, cô gái ở trạm ha. I'm at the station. Ok. Chúng ta sẽ ghi chữ yes. Còn câu nào không đúng với bài thơ thì chúng ta sẽ ghi no. Ok. The next. Look at workbook page 65. Bây giờ con sẽ nhìn sách trang 65 cho cô ha. Phần writing. Ok, exercise 1, look and write. Chúng ta có hai từ ở trong khung là 15 và 45. Rồi, bài này. Người ta đã cho sẵn đồng hồ, đã vẽ giờ sẵn luôn rồi. Nhiệm vụ của con là sẽ nhìn đồng hồ, sau đó sẽ đi 15 hoặc là 45 cho cô. 15 là số 15 và 45 là 45. Ok, look at example 1. What time is it? Bây giờ là mấy giờ đây ta? It's 6. Ta chờ sẵn con nè. It's 6. 6 giờ mấy đây nè? Kia kim dài chỉ số 9 là 6 giờ
45 thì chúng ta sẽ chọn chữ 45 và viết vào. Được chưa nào? Đây là có sẵn giờ hết rồi, còn chỉ điền phút vào thôi. Ok. And the next one about me. Và này là về bản thân con ha. Circle the clothes you are wearing now. Write the colors. Ok, thế con sẽ khoanh tròn vào những quần áo mà con đang mặc. Sau đó, viết màu vào. Ok, cô làm ví dụ đầu tiên nhé. Ví dụ bây giờ cô đang đội nón. Cô sẽ khoanh tròn. Ok, hat. Cô đội nón thì khoanh tròn chữ hat. Vậy, what color? Màu của cái nón là màu gì đây? Blue. Màu của cái nón là xanh dương và cô sẽ ghi chữ blue vào. Được chưa nè? Ở trên người con có bao nhiêu quần áo thì con sẽ khoanh tròn hết cho cô, sau đó con sẽ ghi màu vào nhé. Ok. Number 3, draw and write about the clothes you are wearing. Vẽ và viết về quần áo mà con đang mặc. Bài này cũng tương tự giống như trong student book hôm qua, cũng là vẽ quần áo luôn ha. Rồi, sau đó ở bên đây, đây là những câu mà người ta cho sẵn con. Con vẽ quần áo con đang mặc, sau đó con ghi vào cho cô, nhớ là tô màu nhé. Rồi, ở ví dụ đầu tiên người ta cho sẵn con là I'm wearing a blue shirt. Rồi, ví dụ như cô đang mặc một cái áo sơ mi màu xanh dương, thì cô sẽ vẽ áo sơ mi xanh dương tô màu. Sau đó cô sẽ ghi I'm wearing a blue shirt. Vì áo sơ mi là một cái nên mình sẽ dùng chữ a. Cái này cô đã nói với con rồi đúng không nè? Còn ví dụ như đôi giày hay đôi ủng hay là đôi vớ, nhân tay thì là số nhiều nên mình sẽ dùng chữ S mà ở phía sau có không dùng chữ A ha. Sorry con, không dùng chữ A mà ở phía sau có S. Được chưa nè? Ví dụ cô sẽ nói I'm wearing brown shoes. Sẽ không có chữ A và chữ shoe có chữ S. Ok. Và con lưu ý một vấn đề nữa là chữ I'm. Chữ này đọc là I'm nha con. Có một vài bạn gửi bài cho cô thì các bạn ghi chữ này thiếu mất phẩy em rồi. Con nhìn cho cô. Chữ này đọc là am và nó viết tắt của chữ I am. I am. Thay vì không viết chữ am nữa, mình sẽ viết là I am wearing a blue shirt. Chưa nè, đây là viết tắt. Nhưng các bạn lại thiếu, các bạn có viết chữ I không mà. I wearing. No. I'm wearing, hoặc là I am wearing. Ok, được chưa nè? Vẽ tô màu, sau đó viết thành câu cho cô nhé. Ok, it's the end of the lesson. Now, goodbye, thank you.